Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Thì trong cái video clip lần này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm thế nào để chúng ta rút gọn link. Ví dụ như chúng ta có một cái đường dẫn rất là dài như thế này. Giả sử như các bạn truy cập YouTube. Rồi chúng ta bấm vào một cái video bất kỳ. Đây, giả sử như các bạn muốn chia sẻ cái link này thì một là chúng ta copy cái đường link này chúng ta chia sẻ, hai là các bạn bấm vào cái nút chia sẻ. Rồi, chúng ta copy cái đường link này. Tuy nhiên là hai cái đường link thì link nào nó cũng dài hết. Một số cái ví dụ cụ thể là nếu mà các bạn làm affiliate marketing hoặc là các bạn sử dụng những cái đường link mà có gắn cái mã UTM code để mà chúng ta đo lường cái chiến dịch quảng cáo, ví dụ như là Facebook hoặc là Google, thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ cần tới cái rút gọn link. Thì ở đây trong cái video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái dịch vụ mà trước đây thì các bạn hầu như là chúng ta sử dụng rút gọn link của Google là nhiều. Tuy nhiên là Google nó không còn cho phép chúng ta rút gọn link, mà chúng ta sẽ sử dụng cái thằng phổ biến thứ hai, đó là cái Bitly. Thì rất là nhiều anh em, rất là nhiều các bạn đã biết cái Bitly là cái gì rồi, thì mình sẽ nói sơ qua. Đây là cái tài khoản mà mình đã đăng ký và mình đang sử dụng, thì bây giờ mình sẽ thoát ra để mà mình nói lại từ đầu cho các bạn. Đây, khi mà các bạn truy cập vào cái trang là Bitly, hoặc nếu các bạn truy cập trực tiếp thì nó là bitly.com ha. Các bạn gõ cái đường link nào nó cũng vào hết ha, bitly.com hoặc là bit.ly thì nó đều ra cái trang này. Thì ở đây chúng ta sẽ dán cái đường link của mình vào đây đó. Thì khi mà các bạn dán cái đường link dài của các bạn vào đây thì lập tức nó sẽ rút gọn cái link cho chúng ta. Tuy nhiên là cái cách này nếu các bạn sử dụng nhanh đó, thì chúng ta chỉ cần dán cái link vào đây thôi. Ví dụ như mình muốn rút gọn link này ha, thì mình copy xong rồi cái mình click chuột phải, mình paste nó vào đó thì nó sẽ tự động rút gọn link ha. Tuy nhiên là cái cách này á, chúng ta rút gọn một lần thôi, và nếu mà chúng ta quên đi thì chúng ta cũng không nhớ cái link rút gọn của chúng ta là gì, bởi vì nó cái chữ số ở ở phía sau là nó khá là dài, và chúng ta cũng không biết được cái đường link gốc mà trước khi rút gọn nó là gì cả. Cho nên á là các bạn sẽ nên đăng ký một cái tài khoản của Bit.ly. Thì dĩ nhiên là cái tài khoản này hoàn toàn miễn phí, nó có cái gói dành cho Enterprise, tức là dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên là đối với cái mục đích sử dụng cá nhân thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái gói miễn phí là đủ rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta đăng ký một cái tài khoản Bit.ly. Thì các bạn sẽ bấm vào cái nút là sign up. Từ từ các bạn chờ chút xíu để mình xem coi ở đây nó có cái phần ngôn ngữ tiếng Việt không. Đối với Bitly thì chúng ta không có ngôn ngữ tiếng Việt, thì các bạn sẽ làm theo cái hướng dẫn của mình là các bạn bấm vào nút sign up. Rồi sau đó ở đây Bitly cho chúng ta ba cái sự lựa chọn để mình đăng ký nhanh tài khoản. Nếu mà các bạn có Gmail thì các bạn bấm vào đây, nếu mà các bạn có tài khoản Facebook thì các bạn bấm vào đây, nếu mà các bạn sử dụng Twitter, có tài khoản Twitter thì chúng ta bấm vào đây, hoặc là chúng ta đăng ký bằng cách thủ công, tức là các bạn nhập username, nhập email, rồi nhập mật khẩu, rồi xác thực mật khẩu, rồi xong chúng ta bấm create account. Tuy nhiên là mình hầu như là mình ít khi nào mình đăng ký một cách thủ công, tại vì những cái tài khoản mạng xã hội mình có sẵn hết rồi. Thì bây giờ giả sử như mình đăng ký tài khoản bằng Facebook đi ha, cho nó phổ biến, các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng Facebook. Rồi tiếp đến là Facebook. Nó sẽ hiển thị một cái hộp thoại, nó yêu cầu chúng ta là xác nhận và cấp quyền cho cái ứng dụng Bitly. Đây thì các bạn đọc, nếu mà các bạn sử dụng Facebook trên ngôn ngữ tiếng Việt thì chúng ta sẽ thấy cái màn hình như, như các bạn đang thấy đây. Còn nếu mà các bạn sử dụng tiếng Anh thì nó sẽ hiển thị tiếng Anh ở đây. Thì ở đây mình nói sơ qua, Bitly sẽ nhận, tức là chúng ta cấp quyền như Bitly sẽ đọc những cái thông tin của Facebook là những cái thông tin gì. Thứ nhất là trang cá nhân công khai, tức là cái profile Facebook của các bạn ha, và cái địa chỉ email của các bạn, thì nó chỉ đọc hai thông tin này thôi. Rồi để mà chúng ta tiếp tục thì chúng ta bấm vào cái nút tiếp tục màu xanh như thế này.
Rồi ha. Sau khi bấm cái nút màu xanh thì nó sẽ chuyển về cái trang này. Và chúng ta tiếp tục thì chúng ta bấm vào cái nút là Create New Bitly Account để mà chúng ta tạo tài khoản. Rồi, đây là cái email của mình. Đăng ký Facebook thì nó tự động nó lấy cái email rồi, mình không cần phải điền gì cả ha. Tiếp theo là các bạn nhập mật khẩu. Thì ở đây lưu ý là các bạn nên bật cái tắt cái Unikey của mình đi, tắt cái trình gõ tiếng Việt của mình đi, hoặc là chúng ta chuyển sang tiếng Anh ha, để chúng ta tránh cái việc mà chúng ta gõ mật khẩu mà nó có dấu á, sau này các bạn sẽ bị cái trường hợp là chúng ta nhập sai mật khẩu thì đăng nhập không có được. Rồi, các bạn nhập mật khẩu xong, chúng ta bấm cái nút là Connect Accounts. À, ở đây nó nói là mình đã có cái tài khoản rồi ha. Tuy nhiên là mình sẽ bấm ignore, tức là tạo một cái tài khoản mới. Rồi. À, ở đây lý do là mình có tài khoản rồi, quên. Cái email của mình đăng ký hướng dẫn cho các bạn là mình đã tạo tài khoản rồi, quên mất. Đó thì khi mà các bạn có tài khoản rồi các bạn sẽ bấm vào đây. À, chúng ta điền mật khẩu rồi, chúng ta bấm tạo tài khoản thôi. Đây, à. Nhập cái tên đăng nhập của mình ha. Rồi, các bạn bấm sign in. Còn nếu như các bạn chưa có tài khoản thì các bạn cứ nhập email rồi nhập mật khẩu, sẽ nhập mật khẩu là xong. Rất là đơn giản. Đó. Khi mà chúng ta sign in thành công á, thì nó sẽ chuyển các bạn qua cái trang này. Rồi, đây là cái trang chủ Bitly để chúng ta quản lý những cái link rút gọn. Như các bạn thấy ở bên tay trái nè, các bạn thấy mình đã rút gọn một số link. Đây. À, cái tài khoản này là mình tài khoản mà mình sử dụng song song với một cái tài khoản chính, cho nên là các bạn thấy là cái link rút gọn của mình nó hơi ít, mình sử dụng một cái tài khoản khác nữa ha. Rồi, ở đây thì các bạn để mà rút gọn link thì rất là dễ, các bạn bấm vào cái nút là Create màu cam ở trên này, rồi chúng ta sẽ dán cái link dài của chúng ta vào đây. Đây, mình sẽ qua bên YouTube mình copy lại cái link này ha, mình giả sử các bạn là cái link YouTube hay. Rồi mình dán vào đây, xong rồi bấm đó, xong rồi các bạn sẽ thấy nè, nó ra cái đường dẫn rút gọn. Tuy nhiên là ở đây là cái tiêu đề mình đặt để mà mình quản lý cái link rút gọn, sau này các bạn nhìn vào tiêu đề thì các bạn biết là cái link rút gọn này là thuộc cái nội dung nào. Rồi, ở đây chúng ta có một cái tính năng rất là hay, thay vì chúng ta để cái đường dẫn mà nó tự tạo ra rất là khó nhớ, mặc dù nó rút gọn nó ngắn thiệt nhưng mà nó hơi khó nhớ, thì ở đây mình có thể mình rút gọn theo ý mình muốn và mình đặt theo cái tiếng Việt để mà mình dễ dễ nhớ. Ví dụ như đây là cái video là Lâm Vĩ Dạ Biển Tấu Cùng Hoài Linh, thì mình có thể bit.ly xuyệt Lâm Vĩ Dạ rồi Hoài Linh đó, ví dụ vậy. Rồi, ở đây các bạn có thể thêm tag vào cho cái link rút gọn. À, tuy nhiên là cái tính năng này mình cũng không bao giờ mình xài, mình chủ yếu là mình sử dụng cái tính năng chính của nó thôi, tính năng rút gọn như thế này thôi. Rồi, sau khi các bạn chỉnh sửa cái tên rút gọn thành công thì các bạn bấm vào nút save thì nó mới lưu lại nha, các bạn lưu ý cái điều này đó. Rồi, chúng ta đã có cái link rút gọn rồi, các bạn bấm copy ở đây là để sử dụng. Rồi chúng ta mở một cái tab mới, đây các bạn nhìn kỹ trên màn hình, bit.ly xuyệt Lâm Vĩ Dạ gạch Hoài Linh, đây là cái link rút gọn. Thì khi mà mình bấm enter một cái nó sẽ chuyển qua cái link YouTube, đó là cái link gốc ha. Bây giờ mình bấm enter, đây nó sẽ chuyển qua cái link gốc đó, chính là cái video đầu tiên đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách quản lý. Thì ở đây á, quản lý thì nó rất là trực quan, tuy nhiên là khi mà các bạn đăng nhập vào Bitly thì nó tự nhiên cái trang này nó rất là rối, tự nhiên nó chia đôi ra. Cái phần bên trên này các bạn thấy nó là cái biểu đồ, tức là nó sẽ cho phép chúng ta là biết được cái link nào, cái link rút gọn nào,
có cái tức là cái ngày nào có bao nhiêu link rút gọn trong cái ngày đó. Đây nó thống kê cho các bạn thấy nè, đây ngày 25 tháng 11 là mình có một cái link rút gọn, những cái ngày khác thì mình không có, thì nó không có cái biểu đồ. Thì đây là cái biểu đồ cột. Thì khi mà các bạn sử dụng với cái mục đích là rút gọn thì chúng ta cũng không cần thiết phải xem cái biểu đồ này. Đó, chúng ta bấm vào cái nút là hai chặt để mà chúng ta rút gọn lại. Rồi đây là cái phần dưới đây là cái phần mà các bạn sẽ theo dõi. Rồi ở đây chúng ta thấy là cái link chúng ta vừa mới rút gọn xong, chưa có cái lượt click nào hết, thì đây số đó là không. Thì khi mà chúng ta copy cái link rút gọn này, chúng ta share lên mạng xã hội hay là chúng ta chia sẻ với bạn bè hay là nhắn tin cho ai đó, thì khi mà họ click vào cái link rút gọn thì ở đây nó sẽ tăng lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, vân vân đó. Rồi chúng ta đo lường được số người click vào cái link này. Rồi ở bên này, ở bên cột tay trái này, các bạn thấy là tổng cộng tất cả là mình đang có 12 cái link rút gọn. Rồi các bạn có thể kéo để chúng ta xem hết tất cả ở đây, hoặc là các bạn tìm kiếm ở đây. Ví dụ như mình rút gọn nhiều link quá mà mình không nhớ được cái link nào, thì mình sẽ gõ cái tiêu đề, gõ cái từ khóa tiêu đề. Ví dụ như mình gõ chữ Lâm, rồi có dấu Lâm chị dạ, mình enter đó, thì nó sẽ hiển thị ra cái link này. Đó, đây là cái từ khóa mình tìm kiếm nè, thì nó hiển thị theo đúng cái tiêu đề này. Và đây mình biết được cái link gốc và mình biết được cái link rút gọn của cái này luôn ha. Rồi ngoài ra thì bây giờ mình trở lại, mình xóa cái này đi, mình enter một cái để trở lại ban đầu. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể lọc theo ngày. Đây các bạn thấy chúng ta có cái bộ lọc đây nè, các bạn nhìn ở bên tay bên con trỏ chuột của mình đang rê chuột đây nè, 28 tháng 10 tới ngày 27 tháng 11. Đó, nếu các bạn bấm vô đây thì chúng ta có thể lọc. Ví dụ như là mình muốn tìm link rút gọn mà mình đã sử dụng từ ngày 20 cho tới ngày 27 thì mình chọn đây ha, hoặc là 20 tới 24, đó thì các bạn chọn cái khung thời gian mình muốn lọc ra. Rồi sau đó là chúng ta bấm apply. Rồi ở đây nó báo là không có cái link nào, tức là trong cái khoảng thời gian đó mình không có tạo bất cứ cái link rút gọn nào. Thì cái tính năng rút gọn này khá là hay. Khi mà các bạn có quá nhiều cái link rút gọn đi mà chúng ta muốn tìm lại mà chúng ta không nhớ được cái từ khóa, chúng ta chỉ nhớ được cái ngày đó thôi, chúng ta chỉ nhớ được mang máng là cái link đó mình đã xài ở đâu trong ngày khoảng ngày 20 tới ngày 24 tháng 11 đó, thì các bạn sẽ bấm vô đây. Rồi chúng ta chọn ngày bắt đầu là ngày 20 đó, ngày kết thúc là ngày 24. Rồi các bạn bấm apply ha. Thì cái tính năng nó hữu hiệu trong cái trường hợp là chúng ta nhớ mỗi cái thời gian thôi, hoặc là chúng ta chủ đích của các bạn là muốn tìm cụ thể là trong cái khung thời gian nào. Rồi ngoài ra chúng ta có thể tìm theo tháng, tìm theo tuần, hoặc là tìm theo ngày đó, các bạn chọn nhanh ở trên này, hoặc là chúng ta chọn thời gian cụ thể dưới này, tùy theo các bạn sử dụng ha. Rồi cái nút bên này, đây là cái nút gì, đây là cái nút mà filter, thì các bạn bấm vào đó, nó cho phép các bạn filter theo người sử dụng. Thì nếu mà các bạn sử dụng cái tài khoản là Enterprise, tức là chúng ta trả tiền để sử dụng Bitly dành cho doanh nghiệp á, thì ở đây nó sẽ có user. Cái tính năng này thì dùng cho các cái bên agency, marketing agency, hoặc là những cái team, những cái đội nhóm mà chúng ta làm chuyên về affiliate, các bạn sẽ sử dụng cái tính năng này khá là nhiều để chúng ta biết được là người nào rút gọn link nào. Thì cái tài khoản cá nhân mình chỉ có mình thôi, cho nên là các bạn khi mà các bạn bấm user thì chúng ta chỉ thấy cái tài khoản chúng ta thôi. Khi mà nâng cấp lên Enterprise thì các bạn sẽ thấy nhiều hơn ha. Rồi phần tag. Phần tag ở đây là để chúng ta quản lý tag cho tất cả cái link rút gọn. Thì lúc nãy như các bạn lúc mà mình tạo cái link rút gọn đây này, thì mình bỏ qua phần tag. Cho nên là khi các bạn lọc á, thì chúng ta đây tag chúng ta không có gì cả ha. Thì trong một số cái trường hợp là các bạn sẽ sử dụng tag để mà chúng ta tìm kiếm lại, thay vì chúng ta tìm kiếm theo từ khóa hoặc là chúng ta tìm kiếm theo ngày. Thì đối với sử dụng tag thì đối với một cái đội nhóm làm affiliate hoặc là làm marketing á, thì các bạn sẽ có một cái bộ tag riêng dành cho mình, dành cho nội bộ, dành cho nhóm.
Thì đây mình không có, do là mình sử dụng mục đích cá nhân nên là mình cũng không nói nhiều về cái phần tag, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi ở đây cái tính năng là Only Custom Bitlinks, tức là chỉ hiển thị những cái link nào mà mình tạo thôi ha. Còn Only Hidden Bitlinks tức là những cái link nào mà nó ẩn á, bitlink mà lên rút gọn nhưng mà nó ẩn, thì các bạn check qua đây đó. Rồi sau khi chúng ta chọn filter theo cái điều kiện nào thì chúng ta bấm apply thì nó sẽ hiển thị cái kết quả ra bên này. Rồi thì ở đây có cái nút là upgrade for premium features, tức là nó luôn luôn là muốn chúng ta là trả tiền để mà chúng ta sử dụng những cái tính năng có phí. À, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Bitly thì các bạn có thể bấm vô đây nè, chúng ta chuyển qua cái link là landing page của cái thằng Bitly cho doanh nghiệp á, thì các bạn đọc hết những cái nội dung này rồi chúng ta sẽ điền thông tin rồi chúng ta đăng ký thôi. Thì cái link này là sử dụng cho doanh nghiệp là nhiều, cá nhân thì không cần thiết. Rồi ngoài ra thì nó có cái phần là cái phần campaign, tức là cái phần chiến dịch, tức là chúng ta sử dụng những cái link rút gọn trong cái chiến dịch nào, tức là mỗi cái chiến dịch đó thì gom nhóm những cái link rút gọn lại trong một cái chiến dịch để chúng ta về quản lý. Thì đối với những cái agency marketing digital agency thì các bạn sử dụng campaign, hoặc là những cái team đội nhóm chúng ta kiếm tiền online làm MMO hay là affiliate thì các bạn sử dụng campaign khá là nhiều. Còn mình cá nhân thôi thì không cần thiết ha, đây nó khóa rồi các bạn phải trả tiền thì mới sử dụng được ha. Rồi ngoài ra thì ngoài những cái tính năng mà mình đã giới thiệu ra thì còn có một cái tính năng đó là chỉ cho phép chúng ta cấu hình cái tài khoản của chúng ta. Thì cái việc cấu hình tài khoản nó giống như là việc cấu hình tài khoản Gmail, những cái thông tin cơ bản của bạn, ví dụ như là username rồi họ tên ngày sinh vân vân, cũng giống như là những cái cấu hình tài khoản của Facebook hoặc là những cái tài khoản social khác. Thì ở đây mình không nói ha, các bạn có thể tìm hiểu, chúng ta có thể bấm vào setting để tìm hiểu những cái cấu hình mà nó cho phép chúng ta cấu hình. Rồi resources tức là những cái tài nguyên, đây là hướng dẫn sử dụng hoặc là những cái tài nguyên mà Bitly nó cung cấp cho người dùng để mà chúng ta sử dụng cái dịch vụ của nó tốt hơn, thì đây là những cái tài nguyên. Rồi còn một cái phần quan trọng nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái phần đo lường. Đây nãy giờ mình bấm ẩn rồi, bây giờ cái này mình sẽ bấm show chat ra để chúng ta thấy. Thì đối với cái tính năng mà cơ bản á, thì nó chỉ cho phép chúng ta đo lường cái số lượng link mà chúng ta tạo ra theo ngày. Rồi ha. Rồi nó cho phép chúng ta thống kê theo vị trí địa lý. Các bạn thấy là hai Việt Nam là tức là có hai cái link mà được tạo ra ở Việt Nam, và hai cái top referrer đây ha, và total click tức là tổng số lượng click là hai. Rồi các bạn bấm vào cái nút ở bên này top performing, tức là cho phép chúng ta theo dõi được cái hiệu suất của cái link rút gọn. Khi các bạn rê chuột vào á, chúng ta sẽ biết được cái ngày nào mà có cái lượng click nhiều hơn. Ví dụ các bạn rê vào ngày 26 tháng 11, đây chúng ta có một click, 27 tháng 11 đây có một click. Rồi ngoài ra các bạn chọn những cái điều kiện để hiển thị trên cái biểu đồ, ví dụ như là referrer chúng ta chọn vào đây ha. Rồi location đó, rồi các bạn thấy nè, nó có biểu đồ mà. Rồi thì cái tính năng cơ bản nhất của thằng Bitly là mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Đây rất là dễ ha các bạn, nếu mà các bạn sử dụng email á thì đó, nó đo lường chúng ta được luôn. Nếu mà các bạn gửi cái link rút gọn qua email á thì ở đây nó sẽ thống kê được cho các bạn nè. Nếu các bạn sử dụng thống kê qua SMS tức là tin nhắn thì đây nó sẽ thống kê cho các bạn, hoặc nếu các bạn sử dụng cái link rút gọn mà chúng ta gửi trực tiếp, tức là chúng ta gửi bằng cái cách nào đó nhưng mà khách hàng họ họ nhận trực tiếp, tức là gửi trực tiếp luôn, họ bấm vào link mà không phải email hoặc không phải SMS thì nó được đưa vào cái là direct tức là trực tiếp á, thì đây nó sẽ đo lường được ha. Thì đây ở ở dưới này là các bạn thấy đây là cái biểu đồ tròn, cái biểu đồ
cái biểu đồ hình tròn. Còn ở trên này là biểu đồ cột. Rồi thì những cái tính năng này khi mà các bạn sử dụng nhiều, chúng ta có nhiều cái link đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần dữ liệu này nó hiển thị nó chi tiết hơn ha. Còn hiện tại là cái do cái tài khoản của mình sử dụng hơi ít. Ở đây có một cái link mà mình sử dụng để mà chèn vô cái phần mô tả của video mà các bạn đang xem á. Đây nè, mình cũng sử dụng Bitly. Đây các bạn thấy là Bitly xuyệt đăng ký kênh VTD Channel. Đó, khi các bạn bấm vào thì nó sẽ chuyển qua cái trang đăng ký kênh của YouTube. Đây, đó, các bạn thấy nè. Bạn xác nhận đăng ký kênh, bạn có chắc chắn muốn đăng ký kênh hay không à? Nếu khi mà các bạn bấm vào nút đăng ký là coi như các bạn đăng ký thành công. Ha. Thì cái link rút gọn là tùy theo cái mục đích sử dụng thôi. Mục đích sử dụng chính là chúng ta để rút gọn link để mà cho người dùng dễ nhớ, hoặc là chúng ta dễ nhớ, bản thân chúng ta dễ nhớ. Tại vì những cái link rút gọn thường là những cái link, ví dụ như là cái link làm affiliate các bạn rất là dài, mà khi mà chúng ta share trên mạng xã hội, là chúng ta chèn vào blog hay là chúng ta gửi trực tiếp cho ai đó, thì nó rất là dài. Và đôi khi là cái link nó dài quá đi, cái người mà nhận cái link á, mà để mà họ click vào, họ sẽ lúc nào họ cũng liếc mắt qua xem là cái link đó là cái link gì thì họ mới dám click. Ví dụ như cái link quá dài, họ tưởng là cái link virus hoặc là những cái link mà gọi là lừa đảo á. Như ngày xưa các bạn thấy một cái thời gian mà chúng ta nhìn bất cứ cái link nào chúng ta thấy dài quá là các bạn ngại click, các bạn nghĩ là cái link này chắc là link quảng cáo, hay là cái link virus, hay là cái link tải cái ứng dụng gì tầm bậy tầm bạ về máy tính á ha. Còn bây giờ thì khi mà chúng ta rất là nhiều anh em làm affiliate và rất là nhiều anh em làm những cái chiến dịch quảng cáo social hoặc là digital marketing á, thì chúng ta quá quen thuộc với cái này rồi. Và bản thân người dùng á, khi mà các bạn gửi cho họ một cái link rút gọn mà có đầy đủ cái ngữ nghĩa, ví dụ như cái link này nè, mình tạo ra mặc dù nó là link rút gọn của Bitly nhưng mà nó đầy đủ ngữ nghĩa, ví dụ các bạn thấy nè, bit.ly/đăng ký kênh VTD Channel, thì người dùng họ sẽ không có cảm giác là họ đang bị lừa đảo hay là họ đang bị sợ một khi mà click vào cái này nó sẽ ra cái gì đó mà họ không lường trước được. Dĩ nhiên là chúng ta nhìn cái link là chúng ta biết rồi, đây là cái link là dùng để đăng ký kênh. Cho nên là cái việc sử dụng cái link rút gọn như thế nào tùy thuộc vào các bạn ha. Thì cái tính năng này chúng ta rất là hay, Bitly cung cấp cho chúng ta rất là hay, mà chỉ có tài khoản đăng ký các bạn mới xài được thôi. Còn nếu mà các bạn không đăng ký tài khoản thì nó sẽ ra một cái đá mùi dùi phía sau, nó sẽ ra một cái đá mùi nhùi như thế này. Thì dĩ nhiên là mà khách hàng hoặc là những cái người đọc, các bạn nhìn thấy cái link này thì chắc chắn là họ sẽ suy nghĩ trong đầu rồi, đúng không? Rồi video này mình xin kết thúc tại đây. Thì nếu mà các bạn muốn nhận thêm những cái video mới nhất từ mình thì các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh ở bên dưới. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn bấm share và bấm like giúp mình ha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào các bạn.